Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team công bên Kỳ Yến Nghệ An đây. Thì tiếp tục hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người một cái thông tin, một cái kiến thức và một cách làm của mình, đó là dùng bảo vệ thực vật bằng tỏi ớt là một dạng bảo vệ thực vật hữu cơ sinh học. Thì nếu mọi người mà ai mà trong làm nông ấy thì cái này gần như là phổ biến lắm rồi, đặc biệt trong trồng rau thì rất là phổ biến, rất nhiều người biết. Còn nếu như những người bạn nào mà bà con nào mà chưa biết, hoặc là những bạn nào mà mới làm nông thì có thể là chưa biết cái này. Nhưng mà cái tỏi ớt này ấy, nghe bảo vệ thực vật tỏi ớt ấy thì đại loại như thế nào, thì ở đây mình dùng bảo vệ thực vật tỏi ớt của mình là mình làm cái này đây. Thì mình dùng tỏi và ớt mình đổ trong cái thùng này. Đây thì mình đổ cho mọi người coi, đây mình đổ ra đây thì cho mọi người thấy nè. Đây, 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 tỏi và ớt. Thì cái loại này á thì nó loại này thì nó bảo vệ thì thực vật thì theo cơ chế gì, thì như bảo vệ thực vật thì có nhiều kiểu bảo vệ thực vật, tác động lên vi sinh vật, bảo vệ thực vật tác động lên côn trùng, thì cái loại này là bảo vệ thực vật với tác dụng là lên nó lên côn trùng. Thì côn trùng thì mùi rất là thơm luôn, cực kỳ thơm. Thì quay lại vấn đề là tác dụng lên con trùng ở đây ấy, thì nó bảo theo cái cách cơ chế cụ thể như thế nào. Thì cái loại ớt và tỏi này đấy, đây mình ngửi đây, trời rất là thơm, nhưng mà mình biết cái này rất là cay luôn. Thì đơn giản thế thôi, cái loại ớt và tỏi là hai cái loại gia vị thường ngày mà rất là cay và rất là nhiều axit. Thì đấy, thì mình nói nhiều cay và nhiều axit là đó là cơ chế của tụi này đấy. Thì cái tụi này nó tiêu diệt và côn trùng thì đoàn cách nào, hay là xua đuổi bằng cách nào, thì dùng cái này cho bình xịt, mình phun nhá, phun vào đám côn trùng gây hại hay là sâu này kia, đặc biệt là với trồng rau thì là sâu ăn lá, thì nó xua đuổi tụi kia hay tiêu diệt là bằng cách nào, là cái này nóng axit và có tính axit, cực kỳ nhiều axit, nên làm cay mát và làm bỏng da rát nóng cái tụi côn trùng đấy. Cái đám đó thì nó thấy nóng quá, và nó khi nó thấy nóng quá thì nó sẽ bỏ đi, và nhiều con thì nóng bỏng nhiều quá thì lại chết. Đặc biệt là trong trồng rau thì rất hay dùng cái này. Nó đặc biệt là cái loại rau, là loại rau thì có con sâu, loại sâu ăn lá. Vườn mình thì mình dùng thì phun mấy con bọ này chứ thôi, chứ sâu ăn lá vẫn có mấy con mà màu xanh đấy, màu xanh mà mọi người thấy màu xanh màu to thế này này, loại màu xanh màu to giờ mình không kiếm ra cho nó, nhưng mà cái loại màu xanh màu to này thì phun cái này vào. Mà cái đặc trưng của cái cách dùng của loại này là không có giống như cái khác, là phun lên nó bảo vệ giờ nào, hai kiểu máy bảo vệ rất là lâu, hoặc là xua đuổi diệt côn trùng này kia, nó kiểu như nó cover lên, mình phun lên cái là nó tồn tại đó, nó khi nào có côn trùng này kia thì nó tự tiêu diệt hoặc là này kia. Nhưng mà cái loại này á là phải thấy côn trùng, phải thấy đích thân nó và phun vào người nó, vào mắt nó mới có tác dụng. Còn lại nhá, nó mà nấp dưới lá mà bằng phun ở trên mặt lá thì chưa chắc là cũng không diệt nó rồi nhá, vì nó đâu có chạm vào người nó đâu. Vì cái cơ chế con này là vì vòng xịt vào người, vào mắt, nó cay quá nó bỏ đi, hoặc là nó nhiều con nó bỏng quá nó chết. Thì phải là cái loại này nó có một điều đặc biệt khi dùng là phải xịt trực tiếp trúng vào cái con đấy thì nó mới đi được. Đấy, thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình có chia sẻ thêm về một cách làm của tại vườn mình về bảo vệ thực vật như thế nào, là mình dùng tỏi
loại ớt một cách là sinh học và rất là an toàn, không có độc hại này kia, đặc biệt là không có độc hại đấy. Đấy thì khỏi lo về độc hại rồi, khỏi lo vấn đề về ảnh hưởng sức khỏe của người sử dụng, người trồng cả người sử dụng luôn. Thì nếu thì clip của mình thì tới đây thì cũng xin được tạm dừng. Mọi người mà thấy, bà con nào mà thấy hay, thấy thích thì nhấn nút like, nhấn nút đăng ký và chia sẻ cho mọi người khác cùng xem nữa nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem clip này của mình.